Cậu bé này rõ ràng đã nghèo đến mức đến cả ăn uống cũng phải nhờ bạn bè giúp đỡ. Nhưng khi một quả bóng đá bay đến chân cậu, cậu như quên hết mọi phiền muộn, thuần thục và say mê tâng bóng trên đường phố. Cho đến khi những đứa trẻ trong sân reo hò, cậu mới như tỉnh mộng, liên tục xin lỗi. Nhưng bọn trẻ này không thể ngờ, chúng vừa chứng kiến sự ra đời của một idol bóng đá tương lai. Đây chắc chắn là bộ phim truyền cảm hứng phải xem trong những lúc chán nản, chỉ vì nó khiến mỗi người có ước mơ hiểu được rằng con người vĩ đại vì ước mơ. Đặc biệt là câu này, hô lên bao nỗi niềm chua xót của người trưởng thành trên con đường theo đuổi ước mơ. Đó là cuộc đời của bố, không phải của con. Cậu bé tên là Santiago, từ nhỏ đã sống trong một gia đình đơn thân ở Mexico. Do đó, trong tuổi thơ nghèo khó, bóng đá là người bạn trung thành duy nhất của cậu. Cho đến năm cậu 8 tuổi, bố quyết định đưa cả gia đình mạo hiểm vượt biên Santiago, Mỹ. Nhưng ngay lúc vượt biên, cậu đã mất quả bóng đá đã theo cậu suốt tuổi thơ. Nhưng tình yêu bóng đá trong lòng cậu vẫn chưa bao giờ nguôi. Để sinh tồn, bố đã tập hợp một nhóm người lao động không giấy tờ chuyên sửa chữa vườn cho người giàu. Và Santiago cũng ở trong nhóm đó. Cậu đã làm việc này suốt 10 năm. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cậu đều háo hức chạy đến công viên để chơi bóng. Nhưng vừa vào sân, trọng tài đã từ chối cậu vì không có bảo hộ. Thế là cậu chạy đến thùng rác bên cạnh, tháo thùng cắt tông ra và làm thành miếng bảo vệ ống chân. Sau đó nhét vào trong tất bóng đá. Hành động này đã giúp cậu qua mắt được trọng tài. Tiếp theo, trong trận đấu, cậu như bị Messi nhập hồn. Đầu tiên là một pha xoay người 360 độ, sau đó là một pha giả động tác qua người. Chỉ với sức mình, cậu đã vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Cuối cùng là một cú tâng bóng bằng một chân, kèm theo một cú volley chính xác. Bóng đá vào lưới. Màn trình diễn xuất sắc này không chỉ khiến huấn luyện viên đối phương tức giận, mà còn thu hút sự chú ý của một nhà tuyển trạch Anh. Tuy nhiên, ông ta cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề của Santiago. Thằng bé có vấn đề về thăng bằng. Đầu quá thấp, chân không đủ cao. Không ngờ vừa dứt lời, Santiago đã sút một cú bóng vào lưới. Lúc này đến lượt nhà tuyển trạch bị sốc. Vì vậy, nhà tuyển trạch nhanh chóng tìm đến Santiago, mời cậu tham gia vào buổi tuyển chọn tuần sau. Lúc đó sẽ có các nhà quản lý đội bóng tham dự. Nếu cậu biểu diễn tốt, thì tương lai của cậu sẽ rất rộng mở. Nghe lời mời từ nhà tuyển trạch, Santiago có một chút mơ hồ. Làm sao cậu không biết giá trị của buổi tuyển chọn này chứ? Chỉ cần cậu đá đủ tốt, cậu sẽ có tấm vé vào các đội bóng hàng đầu. Đây chẳng phải là ước mơ suốt nhiều năm của cậu sao? Nhưng khi bố nghe tin này, ông chỉ cảm thấy thật nực cười. Bởi vì trong nhận thức của ông ấy, đối với những người nghèo vượt biên như họ, dường như chấp nhận số phận là lối thoát duy nhất. Con vẫn chưa hiểu sao, trên đời có hai loại người, một loại sống trong biệt thự và loại khác như chúng ta, chăm sóc bãi cỏ, rửa xe cho họ. Santiago muốn nói với bố rằng đó là ước mơ của cậu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bố, cậu đã nuốt hết mọi lời giải thích vào lòng. Có lẽ trong mắt bố, ước mơ là thứ xa xỉ chỉ dành cho người giàu. Nhưng Santiago không muốn sống bảo thủ và nghèo khó như bố, cũng không muốn làm người chấp nhận số phận. Vì vậy, cậu đã tham gia buổi tuyển chọn đội bóng đầy tài năng. Lần này cậu sẽ chiến đấu vì ước mơ, dẫn bóng qua người, kỹ thuật dừng bóng đẹp mắt. Santiago đã thể hiện tất cả những gì mình học được trên sân. Cậu khao khát rời khỏi nơi này, nhưng cậu không biết rằng người quản lý đội bóng không có mặt trên khán đài mà đang vui vẻ ở bữa tiệc hồ bơi. Chỉ đến khi trận đấu kết thúc, Santiago mới nhận ra mọi nỗ lực của mình đều vô ích. Không có sự giới thiệu của người quản lý, cậu ta xuất sắc đến đâu thì có ích gì. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Santiago, nhà tuyển trạch không nỡ để tài năng này bị lãng quên. Vì vậy, ông đã gọi điện cho chủ đội Newcastle bằng tư cách là thành viên cũ của đội và lấy danh dự cả đời mình ra bảo đảm. Cuối cùng, ông đã giành được cơ hội thử việc cho Santiago. Nhưng khi bố Santiago nghe tin vui này, ông vẫn không ủng hộ. Ông thậm chí còn cho rằng tất cả đều do nhà tuyển trạch xúi giục khiến con trai mình không thể chấp nhận cảnh nghèo khó. Nhìn vẻ mặt cố chấp của bố, nhà tuyển trạch không nói thêm gì, chỉ đưa một tấm danh thiếp cho Santiago. Đó là cơ hội gần nhất để cậu thực hiện ước mơ. Nhưng nói thì dễ, làm mới là chuyện khác. Chỉ riêng vé máy bay từ California đến Anh cũng đã khiến Santiago đau đầu. Không có thẻ xanh, cậu chỉ có thể làm những công việc rẻ tiền. May mắn thay, đồng nghiệp sẵn lòng chơi những trò cá cược nhỏ với cậu, giúp cậu tiết kiệm tiền nhanh hơn. Chỉ trong 2 tuần, cậu đã tiết kiệm được $1,200. Cộng với tiền làm thêm, đủ để cậu thực hiện ước mơ của mình. Nhưng khi cậu kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc trở về nhà, trước cửa nhà có đậu một chiếc xe bán tải mới toanh. Một dự cảm không lành lập tức trào lên trong lòng cậu. Cậu nhanh chóng chạy về phòng. Không ngoài dự đoán, $1,200 giấu trong giày đã biến mất. Cậu giận dữ chất vấn bố tại sao lại làm vậy. Nhưng bố không hề cảm thấy áy náy. Ông còn tự tin nói rằng đã lấy $1,200 mua xe, nhưng sẽ chia cho cậu một nửa quyền sở hữu. Đây là một giao dịch rất hời. Chỉ còn 2 tuần nữa là con đã tiết kiệm đủ rồi, đủ để làm gì? Theo đuổi giấc mơ ngu ngốc của con sao? Khi con thất bại, không có giấy tờ thì về thế nào? Chẳng nhẽ con phải từ bỏ cơ hội vì bố à? Bố đã làm việc cả đời vì cái gia đình này. Khi mẹ con bỏ rơi chúng ta, bố đã duy trì cả gia đình này. Đây mới là con đường đúng đắn của cuộc đời. Đó là cuộc đời của bố, không phải của con. Mọi mồ hôi và cố gắng đều tan thành mây khói. Từ ngày đầu tiên đến Mỹ, cậu luôn cố gắng hết mình để thoát khỏi số phận, nhưng nhận ra xiềng xích của thực tế vẫn rất vững chắc. Có lẽ có những thứ khi sinh ra không có, thì cả đời này cũng sẽ là một điều xa xỉ. Khi Santiago chuẩn bị đầu hàng số phận, người bà luôn yêu thương cậu đã đưa ra tấm vé máy bay đi Anh. Santiago lập tức hiểu rằng bà chắc chắn đã bán những món trang sức duy nhất của mình từ khi kết hôn.
nhưng bà chỉ cười nhẹ và nói rằng đồ cũ nên để lại quá khứ. So với ước mơ của cháu, chúng chẳng là gì cả. Khi mẹ cháu bỏ rơi chúng ta, bà đã hứa với Chúa sẽ giúp cháu theo đuổi ước mơ. Nói xong, bà đeo chiếc dây chuyền may mắn lên cổ cậu và dặn cậu phải nắm chắc cơ hội này. Mang theo hy vọng của bà, Santiago cuối cùng đã lên đường đến Anh để thử việc. Đối mặt với Newcastle nơi không ai quen biết, Santiago đã tìm đến nhà tuyển trạch Glenn, người đã mang đến hy vọng cho cậu. Cũng trong lúc đó, Santiago mới nhận ra sự nhỏ bé của mình. Bóng đá là tín ngưỡng của người Newcastle. Nơi đây đầy rẫy những cầu thủ dự bị với ước mơ lớn. Họ khao khát được chơi tại sân sưu tầm James Park như Santiago. Với sự giới thiệu của Glenn, Santiago đã gặp được ông chủ. Cậu cố gắng nói về lý lịch của mình, nhưng đối phương chẳng hề quan tâm, chỉ liên tục thúc giục cậu xuống sân thể hiện kỹ năng. Thời tiết tồi tệ như thể hiện sự u ám trên đầu Santiago, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Sau khi lén hít một hơi thuốc xịt hen, Santiago đã lao vào cơn mưa mà không do dự. Với sự mệt mỏi do di chuyển liên tục và thay đổi khí hậu, biểu hiện của cậu rất kém. Vừa chạm bóng đã bị cản phá. Ngay cả những kỹ thuật mà cậu tự hào cũng trở thành trò cười trước các cầu thủ chuyên nghiệp. Không biết sau bao nhiêu lần cậu tiếp xúc thân mật với mặt cỏ, ông chủ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn và rời đi trước. May mắn thay, huấn luyện viên chưa từ bỏ và cho Santiago một cơ hội phát bóng. Nhanh lên, đá cho đàng hoàng. Ngẩng cái đầu lên. Cơ hội thử việc khó khăn đã kết thúc thảm hại như thế. Santiago cảm thấy không cam tâm và chỉ có thể nhờ Glenn giúp đỡ. Lẽ ra chuyến đi Anh của cậu đã kết thúc tại đây, nhưng những lời nói tiếp theo của cậu đã chạm đến trái tim của Glenn. Bố tôi tin rằng con người có số phận. Một người làm việc, chăm sóc gia đình, sau đó thì ngỏm. Mơ tưởng những điều khác là ngốc nghếch. Nhìn đứa trẻ có hoàn cảnh nghèo khó như mình, Glenn động lòng trắc ẩn. Ông đã đặt cược tất cả để giúp Santiago có được một tháng thử việc. Ông còn tặng cậu chiếc áo thi đấu của mình ngày xưa. Santiago vui mừng khôn xiết. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, cậu càng trân trọng cơ hội lần này. Cậu cùng các cầu thủ chuyên nghiệp luyện tập hàng ngày, ngoài giờ học cũng không quên tự luyện thêm. Sự nỗ lực của cậu dần dần tạo nên những sóng gợn trong thành phố ven biển này. Tài năng bị che lấp của cậu bắt đầu tỏa sáng nhờ nỗ lực. Nhưng điều đó cũng khiến các cầu thủ khác cảm nhận được mối nguy hiểm, họ bắt đầu âm thầm gây khó dễ. Thêm vào đó, Santiago nóng lòng muốn chứng tỏ mà bỏ qua sự phối hợp với đồng đội, khiến cậu bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất trong buổi tập dự bị. Sau trận đấu, ông chủ đã giữ Santiago lại một mình. Ông liên tục đá bóng đi và yêu cầu Santiago đuổi theo. Cuối cùng, trước khi Santiago kiệt sức, ông mới lên tiếng. Cậu đã học được gì? Ông có thể ghi bàn từ giữa sân sao? Sai rồi. Bóng chạy nhanh hơn cậu. Vì vậy chúng ta chuyền bóng, hiểu chưa? Tên đội trên ngực quan trọng hơn tên trên lưng, hiểu chưa? Lời nói của ông chủ đã thức tỉnh Santiago. Và cũng vào lúc này, Newcastle đang đối mặt với thời khắc quan trọng của Premier League. Họ phải giành chiến thắng 3 trận liên tiếp để có vé vào Champions League. Nhưng để thắng không hề dễ dàng, đối thủ đầu tiên là Chelsea, một đội mạnh. Khi trận đấu đã đi qua hơn một nửa, đội bóng vẫn chưa có pha tấn công hiệu quả nào. Lại bị Chelsea lợi dụng cơ hội ghi một bàn. Trong thời khắc quyết định, tiền đạo dẫn dắt tấn công lại bị cản ngã và phải rời sân. Tiếng thở dài của cổ động viên ảnh hưởng đến tâm lý của đội. Các cầu thủ phải tích cực điều chỉnh chiến thuật. Cuối cùng, 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, một cú đánh đầu đã tạo nên bàn thắng tuyệt vời. Newcastle đã giành chiến thắng. Santiago cùng cổ động viên hò reo vì chiến thắng. Trong tiếng reo hò vang dội, cậu càng quyết tâm ra sân hơn. Từ đó, cậu càng khổ luyện. Dưới ánh bình minh, cậu sút từng quả bóng vào lưới. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng dáng cậu vẫn còn trên sân cỏ. Ông chủ đã nhìn thấy tất cả và đưa ra một quyết định khiến mọi người bất ngờ. Ông để Santiago, dù vẫn đang thử việc, cùng đội dự bị đấu với Manchester United. Santiago phấn khích tột độ và ngay lập tức báo tin vui cho bà và em trai. Nếu lần này cậu thể hiện xuất sắc, cậu sẽ bỏ qua giai đoạn thử việc và trở thành cầu thủ chính thức của đội quốc tế. Santiago hiểu rất rõ giá trị của cơ hội này và càng trân trọng cơ hội khó có được này hơn. Nhưng một cầu thủ không ưa cậu đã không cho cậu cơ hội. Trước khi vào sân, hắn đã đạp vỡ bình xịt hen của cậu. Santiago chỉ có thể nén cơn giận trong lòng để tránh gây rắc rối. Nhưng kết quả thì ai cũng đoán được, vì khó thở, cậu đã thể hiện rất tệ trên sân. Ông chủ thất vọng vô cùng, nhìn Santiago mắc lỗi liên tục, huấn luyện viên không thể hiểu nổi. Rõ ràng cậu có tài năng và rất chăm chỉ, sao khi vào sân lại tệ đến vậy? Trong sự im lặng của Santiago, huấn luyện viên đã đuổi cậu đi. Biết mình không còn cơ hội, cậu viết một lá thư xin lỗi để lại cho Glenn và chuẩn bị rời đi. Nhưng chiếc taxi của cậu nhanh chóng bị một bóng dáng quen thuộc chặn lại. Đó là Gavin, cầu thủ chủ lực của đội. Anh vừa thoát ra từ một bữa tiệc và đang vội trở lại sân bóng. Sau khi nghe chuyện của Santiago, Gavin quyết định giúp cậu. Đêm qua cậu ấy đã mất bình xịt hen xuyễn. Cậu ấy bị hen, thật sao? Đúng, nhưng tôi đã cố che giấu. Nói dối là một vấn đề, còn bệnh hen xuyễn thì không. Tiêm, uống thuốc, châm cứu đều có thể chữa trị. Bác sĩ của cậu không nói với cậu những điều này sao? Tôi không có bác sĩ, ở Los Angeles, tôi chỉ có thể đi khám từ thiện. Cậu nghĩ cậu xứng đáng sao? Tôi biết tôi xứng đáng. Với sự nỗ lực của mọi người, Santiago một lần nữa được ở lại. Không còn bí mật đè nặng, cậu chơi bóng nhẹ nhàng hơn. Trên sân cỏ, cậu thể hiện tài năng của mình và chinh phục từng tràng pháo tay. Ngay cả những đồng đội từng không ưa cậu cũng liều lĩnh bảo vệ cậu dù có thể nhận thẻ vàng. Trong từng chiến thắng liên tiếp, Santiago trở thành cầu thủ chính thức của đội dự bị. Tên của cậu trở thành một ngôi sao đang lên trên sân sưu tầm James Park. Không chỉ từ căn nhà chật chội của Glenn chuyển đến biệt thự của Gavin, mà còn chiếm được trái tim của nữ bác sĩ xinh đẹp Milan.
Ngay cả người đại diện trước đây từng phớt lờ cậu cũng tìm đến để ký hợp đồng, nhưng Santiago đã từ chối. Cậu muốn để quyền ký hợp đồng cho người đã giúp mình, Glenn. Cho đến khi sắp đến trận đấu, Santiago mới phát hiện tên mình không có trong danh sách đội dự bị. Tôi không có trong đội, thậm chí không có trong danh sách dự bị. Tôi không hiểu. Tôi đã chơi bóng theo đúng lời ông dặn. Thứ bảy này, đi thi đấu ở London. Theo ánh mắt của huấn luyện viên, Santiago nhìn thấy những nụ cười chào đón. Đó là đội hình chính. Hóa ra, những màn trình diễn xuất sắc gần đây của cậu đã đưa cậu vào đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên Santiago tham gia trận đấu tại Premier League. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần để theo kịp bước chân của đồng đội. Từng lỗ chân lông trên cơ thể như đang hấp thụ năng lượng từ sân cỏ. Nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu lúc này gần như sôi sục. Glenn và bạn gái đều chăm chú theo dõi trên màn hình TV. Ở một thị trấn bên kia đại dương, một người đàn ông bước vào quán bar đầy áp fan hâm mộ. Đó là bố của Santiago. Dù trước giờ chưa từng đồng ý, nhưng trong khoảnh khắc này, ông đã cố gắng hiểu ước mơ của con trai. Các trận đấu tại Premier League luôn khốc liệt, Newcastle đang đối mặt với áp lực chưa từng có. Đội đối thủ liên tục áp sát và tấn công mạnh mẽ. Nhiều lần Gavin bị cản phá khi sút bóng. Các đồng đội còn bị chấn thương nặng khi tranh chấp bóng. Trong thời khắc quyết định, ông chủ gọi tên Santiago. Santiago đã sẵn sàng ngồi trên ghế dự bị cho đến khi trận đấu kết thúc đột nhiên lại nghe thấy tên mình được gọi, làm cậu ngơ ngác ngỡ ngàng. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể ra sân trong trận đầu tiên tham gia đội hình chính. Nhìn thấy bóng hình chuyền bóng quen thuộc, bạn gái nở nụ cười hạnh phúc. Đương nhiên bố cậu cũng đang tự hào không kém. Kia là con trai tôi đấy. Kia là Santiago con trai tôi là bố của thằng bé. Nếu thằng bé ghi bàn tôi sẽ mời anh uống vài ly, ngồi luôn ở đây cho máu. Đi thôi, Santiago không hề làm ông chủ thất vọng khi vừa ra sân cậu đã bộc lộ tài năng xuất chúng của mình. Nhưng vào thời khắc quan trọng, Santiago bị đối thủ chơi bẩn trắng trợn. Nhưng việc cậu bị ngã cũng đã tạo cơ hội cho Newcastle được hưởng quả đá phạt đến từ ngôi sao Gavin. Trước màn hình phát trực tiếp, fan bóng đá đang nín thở theo dõi. Bố của Santiago nhắm mắt không dám nhìn, chỉ nghe thấy tiếng còi vang lên, Gavin sút bóng. Bóng vào lưới, Newcastle đã ghi được điểm quý giá. Giữa tiếng reo hò của toàn sân, Santiago tưởng rằng mình sẽ được khen ngợi. Ai ngờ điều chào đón cậu lại là những lời chất vấn của ông chủ. Khi cậu giành được cơ hội đá phạt, cậu để ý thấy gì? Tôi để ý thấy khung thành. Cậu nên để ý thấy có cầu thủ ở vị trí tốt hơn. Cậu không chuyền bóng, chỉ muốn nổi bật. Lời phê bình của ông chủ khiến Santiago hoang mang. May mắn thay, các đồng đội không thất vọng. Gavin còn giới thiệu cậu với nhiều ngôi sao thần tượng. Beckham, sau khi xem xong trận đấu, đã khen ngợi Santiago không ngớt. Zidane và Raul cũng liên tục khen ngợi cậu. Nhận được sự khẳng định từ những người có uy tín, Santiago càng cảm thấy rằng quyết định kiên định theo đuổi ước mơ của mình là đúng đắn. Là một bậc thầy tiệc tùng, Gavin đã đưa Santiago vào phòng tiệc của mình. Đây là lần đầu tiên Santiago đối mặt với sự điên cuồng của các ngôi sao hàng đầu. Những cơ thể trẻ trung và rượu đắt tiền đã tạo nên một bữa tiệc xa hoa. Nhưng đằng sau những cám dỗ này là những ống kính của giới truyền thông. Sớm sớm ra, bữa tiệc của ngôi sao mới lên trang nhất các báo. Santiago lại một lần nữa bị ông chủ triệu tập. Santiago chỉ có thể giải thích rằng báo chí đã cắt xén lời nói của mình. Cậu không hề có hành động nào quá đà. Nhưng ông chủ không quan tâm đến điều đó. Santiago tự gánh hết trách nhiệm. Cậu đến bệnh viện để giải thích hiểu lầm với bạn gái. Nhưng bất ngờ phát hiện một đồng đội bị chấn thương nặng ở sân bóng với vết rách sụn trên nghiêm trọng. Sau này có lẽ không thể vận động được nữa. Đối với một cầu thủ chuyên nghiệp, đây là một đòn chí mạng. Nhìn cảnh này, Santiago không khỏi buồn bã. Trên sân cỏ, nhiều người mới xuất hiện trong tiếng reo hò, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự khổ sở và chấn thương của những người già. Santiago quyết định nỗ lực hơn nữa để có thể ghi dấu ấn trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình. Nhưng số phận thật trêu người. Ngày hôm đó, trong lúc tập luyện, Glenn mang tin buồn đến. Bố của cậu đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Đối mặt với người cha chưa từng thừa nhận mình, Santiago cảm thấy lòng mình ngổn ngang. Cậu chưa từng nâng cúp vô địch, chưa kịp chứng minh giá trị của ước mơ thì bố cậu đã nhắm mắt mãi mãi. Về nhà dự tang lễ bố hay tham gia trận chung kết. Sau một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, Santiago quyết định ở lại tiếp tục thi đấu. Cậu không muốn vì bố mà bỏ lỡ ước mơ đang ở ngay trước mắt. Tôi đã suy nghĩ rất lâu ở sân bay. Ít nhất bây giờ tôi đã có một cái cớ, một lý do mà ai cũng có thể chấp nhận cho sự thất bại của mình. Bố tôi qua đời, tôi phải về nhà lo hậu sự. Ông biết tại sao tôi cần cái cớ không? Không biết. Đó là ảnh hưởng của bố tôi. Ông ấy đã lấy đi sự tự tin của tôi, khiến ước mơ trở nên xa vời. Ông hiểu không? Tôi hiểu. Tôi không cần cái cớ. Người duy nhất có thể nói tôi không đủ khả năng là ông. Dù vậy, nỗi đau mất bố vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng của Santiago. Cậu chỉ có thể biến nỗi buồn thành sức mạnh, ngày ngày luyện tập chăm chỉ trên sân bóng. Ông chủ nhận thấy sự khác thường của cậu nhưng không an ủi, chỉ bình tĩnh bảo cậu chuẩn bị tốt cho trận đấu vào thứ bảy. Một lát sau, Santiago mới nhận ra mình đã trở thành cầu thủ đá chính của đội. Cậu vội vàng chia sẻ tin vui này với Glenn. Trong niềm vui sướng, hai người ôm chặt lấy nhau. Những khó khăn Santiago đã trải qua trên hành trình này, chỉ có Glenn mới thấu hiểu. Thời gian nhanh chóng đến trận chung kết, Newcastle sẽ đối đầu với Liverpool để tranh vé vào Champions League. Nhưng do điểm số, họ phải giành được chiến thắng tuyệt đối trong 90 phút. Đây khác gì là trận đấu sinh tử trước Champions League. Những con đường thường ngày nhộn nhịp giờ vắng tanh. Tất cả mọi người đều dán mắt vào màn hình TV. Là đội bóng hàng đầu thế giới, Liverpool ngay từ đầu đã thể hiện nhịp độ mạnh mẽ. Tấn công mạnh mẽ và phòng ngự chặt chẽ. Liverpool nhanh chóng đẩy Newcastle vào tình thế khó khăn.
May mắn thay, Santiago và các đồng đội phối hợp ăn ý, nhanh chóng chớp lấy sơ hở và cắt đứt đường chuyền của đối thủ. Santiago chuyền bóng gọn gàng, chọn thời điểm thích hợp để chuyền bóng đi. Gavin tận dụng lợi thế vị trí và ghi bàn thành công bằng một cú đánh đầu sở trường. Bàn thắng của Newcastle khiến Liverpool tấn công mạnh mẽ hơn. Họ sẵn sàng phạm lỗi để cản phá đợt tấn công của Newcastle. Trận đấu trở nên rất căng thẳng. Sau nhiều pha tranh chấp, Liverpool đã ghi được một bàn và tinh thần của họ tăng lên. Để không cho Newcastle có cơ hội nghỉ ngơi, Liverpool tiếp tục tấn công. Hậu vệ cắt đứt đường chuyền để tiền đạo băng lên. Cầu thủ số 5 Barros nhanh chóng sút thủng lưới Newcastle. Liên tiếp bị ghi bàn khiến người hâm mộ thất vọng. Tiếng la ó vang lên từ khán đài. Trên ghế huấn luyện, không khí im lặng bao trùm. Hiệp 2 bắt đầu, hàng thủ của Newcastle đã bị tấn công của Liverpool hoàn toàn rối loạn. Lúc này, bóng được chuyền đến chân của Santiago. Ông chủ và huấn luyện viên đều căng thẳng. Giây phút này, họ hy vọng hơn ai hết rằng tân binh này có thể dẫn dắt đội vượt qua khó khăn. Và Santiago đã không phụ lòng mong đợi của họ. Nhanh, chuyền bóng, tỷ số hòa 2-2. Bàn thắng bất ngờ này đã khơi dậy hy vọng cho người hâm mộ. Các đồng đội cũng được tiếp thêm động lực từ sự phối hợp của Santiago và Gavin. Họ cắn răng chuẩn bị cho một trận chiến sống còn. Nhưng Liverpool cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phòng thủ. Khi trận đấu chỉ còn 3 phút, tình thế vẫn đang giằng co. Nếu kết thúc như vậy, theo điểm tích lũy, Liverpool sẽ là người chiến thắng. Newcastle muốn thắng, phải lật ngược tình thế trong 3 phút còn lại. Giây phút quan trọng, bóng lại đến chân của Santiago. Sự phối hợp ăn ý của họ buộc đối phương phải phạm lỗi để ngăn cản. Nhưng điều này cũng giúp Newcastle có được quả phạt đền. Điều khiến mọi người bất ngờ là Gavin đã đưa Santiago vào vị trí đá phạt đền. Đây là lần đầu tiên Santiago gánh vác hy vọng của toàn đội. Nhìn hàng rào cầu thủ Liverpool, cậu lấy ra chiếc dây chuyền bà tặng. Thời gian dường như ngừng lại vào khoảnh khắc đó. Tiếng còi trận đấu vang lên, Newcastle trở thành nhà vô địch cuối cùng của Premier League. Santiago cũng trở nên nổi tiếng nhờ cú sút đó. Tên của cậu được hàng ngàn người hâm mộ hô vang quanh sân bóng không ngừng. Lúc này, bà của Santiago gọi điện cho cậu, nói rằng bố cậu đã xem trận đấu trước của cậu và ông ấy còn vui mừng hơn những người khác. Glenn, trận đấu tôi đá với Fulham, bố tôi đã xem trận đó. Ông ấy đã xem tôi thi đấu. Có lẽ giờ ông ấy cũng đang nhìn cậu đấy. Đây là một bộ phim bóng đá ra mắt năm 2005, nhưng 19 năm sau, nó vẫn truyền cảm hứng cho biết bao người theo đuổi ước mơ. Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng từng ở trên sân đấu cuộc đời. Đối mặt với những chướng ngại tưởng chừng không thể vượt qua, có những lúc bị nghi ngờ vì xuất thân. Nhưng mỗi khi gặp phải những trở ngại này, hãy nhớ rằng trong lòng chúng ta vẫn còn tình yêu thuần khiết và khát khao thành công. Đó là sức mạnh không gì có thể tước đoạt, cũng là nhiên liệu để chúng ta tiếp tục tiến lên không ngừng.